liên tục nhận được nhiều thông tin cần giúp đỡ của những người con Bạc Liêu, Cà Mau đang xa quê như thế này. Chúng tôi không khỏi thương cảm vì sự khó khăn và khắc nghiệt mà dịch bệnh COVID-19 đang gây ra. Tại các khu phong tỏa, cách ly, nhiều người dân đang gặp khó khăn, thiếu thốn trong sinh hoạt vì không thể ra ngoài. Do đó, trong những ngày này, Thường trực Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục xác định danh sách và tổ chức phân phối, hỗ trợ cấp phát thực phẩm thiết yếu cho người dân có hộ khẩu thường trú tại Cà Mau, sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, nhằm giúp đỡ kịp thời đến những hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập, không đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngày 11 tháng 8, chúng tôi tiếp tục rong ruổi trên chuyến xe chở đầy nghĩa tình đến với bà con để chia từng phần gạo, phần lương thực cho những hoàn cảnh khó khăn và trong khu cách ly phong tỏa. Mày thấy anh em bên Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu Cà Mau không? Tính ra họ đi khủng khiếp luôn. Đi từng quận này đi qua quận kia, phát một lần mấy ngàn phần. Chỉ có vừa lái xe, vừa ghim hàng, vừa phát quà, vừa lấy hàng. Tất cả phải làm hết luôn. Vì cái chữ tâm của mình mà làm thôi. Cái làm cái việc này, thứ nhất là nguy hiểm nè, bây giờ dịch bệnh nè, đâu ai đi đâu. Chỉ có một số người đi thôi, người ta đi để người ta hỗ trợ cho bà con được gì là hỗ trợ. Gà gồm có gì? Bốn hộp này của anh chị ở Gia Lai gửi dân xuống. À, cá mòi có đó, phải xong bóng mình đó. Rồi, cá mòi. Đặc biệt là của chị Phi Nhung, chè. Ở đây, à, chị ca sĩ Phi Nhung. Rồi, à, phần vàng gồm 10 ký gạo nữa là hết. Mà con khó khăn hơn nữa là sẽ được tặng. Cái này là người ta sát vô đây nè, để các anh chị nhận được quà hỗ trợ từ quê hương, còn chúng tôi thì nhận được những lời cảm ơn như thế này là đã đủ ấm lòng rồi. Một người con của Cà Mau có Facebook Ni Tròn chia sẻ: hôm nay mình nhận được quà của đồng hương Bạc Liêu rồi ạ. Rất vui và chân thành cảm ơn món quà nghĩa tình nhiều lắm ạ. Hay Facebook có tên là Thị Ái Chân bày tỏ: cảm ơn quê hương rất nhiều, mãi yêu Bạc Liêu. Chỉ ngắn gọn thế thôi, nhưng là cả động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh và ý chí để chúng tôi có thể tiếp tục giúp đỡ được nhiều bà con hơn nữa.
Mặc dù trời đổ mưa rất lớn, nhưng với tinh thần như cơm xẻ áo, các anh em chúng tôi vẫn không ngại đến từng ngõ, gõ từng nhà và gửi tặng những món quà thiết yếu cho người dân. Không có gì sách bên cơ được anh ơi. Có thể thấy với một vài chuyến xe cứu trợ như thế này sẽ chẳng là bao so với một thành phố rộng lớn, nhưng đã phần nào giúp cho bữa cơm hàng ngày của những người con Bạc Liêu, Cà Mau đang sống giữa tâm dịch của thành phố Hồ Chí Minh thêm ấm cúng và tràn đầy nghĩa tình.